Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Di giới thiệu với mấy anh chị, Di có mấy cây Di Linh Xuân thác ngọn xuống lá. Cái này là chuẩn bị có hoa Tết nha. Anh chị mua về thì vài bữa nữa mình cắt nước thì nó rụng hết lá thì nó sẽ ra hoa Tết nha. Này là Di Linh Xuân nụ nha, hàng xuống lá nha. Cái nụ rất là đẹp nha, hàng này hòn hoa Tết nha, cây đã đứng ngọn hết nha, nè, đứng hết ngọn rồi này. Chậu hai thân là 300.000 mà chậu một thân là 200.000 nha. Hàng này xuống lá, đứng ngọn, chuẩn bị xuống lá và ra bông Tết nha. Cây rất là đẹp. Cái này về chỉ việc treo lên thôi, cát nước là nó xuống lá, là bắt đầu nó ra bông Tết. Đầu tháng 11 âm lịch đó, thì mấy anh chị tưới nước và xịt kích hoa nó thì nó ra bông Tết thôi. Cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Di. Nhớ bấm subscribe, đăng ký để có những cây mới Di up lên để cho mấy anh chị sưu tầm.